Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố. Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Susan Burns, đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Hoa Kỳ, khẳng định Đà Nẵng đang là điểm đến được các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm. Bà Tổng lãnh sự cũng nhấn mạnh đến những xu thế hợp tác giữa hai bên về các ngành lĩnh vực mới hiện nay, nhất là về công nghệ chip bán dẫn, năng lượng tái tạo và khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối cho các địa phương doanh nghiệp Hoa Kỳ với thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến bà Susan Burns đã luôn đồng hành trong các chương trình hợp tác của thành phố Đà Nẵng với đối tác Hoa Kỳ trong thời gian qua, mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bà để Đà Nẵng có thể tiếp cận dự án ITSI thuộc đạo luật chip Hoa Kỳ để hỗ trợ Đà Nẵng đào tạo và phát triển mạng lắp ráp, kiểm thử, đóng gói vi mạch bán dẫn ITP. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết thêm, thành phố đã có chủ trương đồng ý thành lập tổ công tác xúc tiến hợp tác Đà Nẵng-Hoa Kỳ, đồng thời thành phố sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Hoa Kỳ.